Điểm tin tuần trên Vĩnh Long Online ngày 24 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm gia đình người có công dịp 27 tháng 7. Vĩnh Long công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Cần sớm khắc phục sạt lở đê bao sông Măng. Di dời trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành về khu hành chính tỉnh. Giảm tới hơn 3.600 đồng, giá xăng RON 95-3 còn 26.070 đồng mỗi lít. Dự báo số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục tăng. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2022. Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức 8 đoàn đến thăm, tặng quà 200 gia đình người có công với cách mạng tại 8 huyện thị thành trong tỉnh. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc bình an, hạnh phúc đến các gia đình. Đồng thời khẳng định, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Vĩnh Long luôn trân trọng, ghi nhớ, tri ân các gia đình đã đóng góp một phần xương máu để đất nước có ngày hôm nay. Vào lúc 0 giờ ngày 24 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Tỷ lệ bài thi đạt từ 5 điểm trở lên ở các môn lần lượt là Giáo dục Công dân 99,94%, Địa lý 97,24%, Vật lý 92,35%, Hóa học 89,42%, Toán 86,73%, Lịch sử 85,54%, Ngữ văn 84,73%, Sinh học 73,42% và Ngoại ngữ 48,61%. Có 60 thí sinh đạt điểm 10, trong đó có 52 điểm 10 môn Giáo dục Công dân, 4 điểm 10 môn Lịch sử. Các môn Địa lý, Ngữ văn, Vật lý và Hóa học mỗi môn có một bài thi đạt điểm 10. Sau khi có kết quả thi, thí sinh muốn phúc khảo cần nộp đơn xin phúc khảo đến hết ngày 3 tháng 8. Chậm nhất ngày 18 tháng 8, các sở giáo dục đào tạo công nhận xét tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo. Chậm nhất ngày 25 tháng 8, các sở giáo dục đào tạo gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông về Bộ Giáo dục Đào tạo. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại điểm sạt lở đê bao sông Măng thuộc ấp Tân An, xã Chánh An, huyện Mang Thít. Vụ sạt lở xảy ra vào 22 giờ 30 phút ngày 11 tháng 7 với chiều dài khoảng 40m, rộng 10m, sâu 7m, khiến người dân khu vực lo ngại. Bởi trước thời điểm xảy ra, nơi đây không hề có dấu hiệu sạt lở nào. Thì trước khi sạt lở, mình không thấy biểu hiện. Thì coi như là khoảng 10 giờ phía, 10 rưỡi phía cái nó làm cái ảo ở sông. Coi như là nguy cơ là dữ dằn lắm. Mình thấy là bây giờ nó lỡ một cái một nửa đêm ấy, nó làm cái ảo như vậy đó. Thì mình thấy bây giờ thấy hết biết rồi. Bây giờ tôi nhờ chính quyền địa phương với sở đầu tư ấy, có kế hoạch gì mà nâng cấp lên hay là hoặc là che chắn lại, chứ tôi thấy con nước 30 này hơi nguy hiểm. Có thể là nó sôi vô nhà tôi là nó lỡ toàn bộ. Coi như chỗ này bây giờ nó nứt rồi. Nứt phần này ngay. Phần nhà tôi thì đổ miếng đan thì nó dữ lắm, thành ra nó chưa có hiện tượng mình thấy. Cái tuyến đê bao này thì hiện tại giờ là cái đơn vị thi công đã khắc phục tạm thời, như là đóng cừ dừa, cừ tràm cũng như là vô bao cát để tấn cái mé hay cái đoạn sạt lở. Thì hướng tiếp theo thì đơn vị thi công thì cũng đã chuẩn bị là tập kết đá để vô gò đá để trĩ cái phần đoạn sạt lở này. Thì cái tuyến đê bao sông Măng thì trên địa bàn xã là ở khoảng gần 5 km. Thì ngoài cái điểm này thì xã còn một vài điểm nữa cũng có nguy cơ sạt lở, ví dụ như là nó hàm ếch vô tới tấm đan thì gây khó khăn cho cái việc đi lại của người dân. Thì hướng tới thì chỗ chính quyền địa phương thì cũng kiến nghị đơn vị thi công, chủ đầu tư cũng đẩy nhanh cái tiến độ thi công của công trình. Còn đây là vụ sạt lở diễn ra vào sáng ngày 18 tháng 7 thuộc ấp Thanh Phong, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít. Vụ sạt lở không gây hại gì người và nhà dân, sông làm mảng đất dài khoảng 35m, rộng 7m, sâu từ 7m, chìm hoàn toàn xuống sông, gây rất nhiều khó khăn trong lưu thông cho người dân khu vực.
Ngay sau sạt lở, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Tân Long Hội đã đến hiện trường tiến hành rào chắn cảnh báo cho người dân tham gia giao thông không đi vào khu vực. Có chừng 3 giờ sáng, gần 4 giờ cái tôi mở cửa vô thấy trống lỏng bị cái hàng cây này nè. Cái hàng cây này nó cây cha rồi nè, nó nhiều lắm với bần. Rồi sáng xong rồi thấy nó trống lỏng, nó sụp trần. Mà nó không có hiện, đâu có, mới đầu đâu có thấy hiện tượng gì nước trẻ gì đâu. Mà sau nó sụp nó đi vậy đó. Thì sợ mấy đứa cháu mà nó học thêm á, nó đi nó hơi vất vả cũng cho cha mẹ đưa. Mà lúc trước thì không có đưa, lúc này là có mấy cha mẹ mới đưa chứ học thêm qua cái hè nè. Giờ xe thì chạy không được, chỉ đi bộ mà thôi. Đó, mau mong mà khắc phục cho sớm chút cho bà con đi nó thuận tiện hơn. Tuyến đê bao sông Măng thì đi qua trên địa bàn của xã Tân Long Hội thì hiện đang cái bị sạt lở nghiêm trọng. Nguyên nhân là do cái nằm ngay cái khúc cong của sông. Thì sạt lở đã làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt là có nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến cái việc sản xuất nông nghiệp của là người dân trong khu vực là khoảng là 20 hecta. Thì hiện tại trên cái tuyến này thì đã sạt lở một đoạn là khoảng chiều dài khoảng là 35 m. Thì hiện tại thì đơn vị là Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai cũng đã là cắm biển báo cảnh báo nguy hiểm, đồng thời cũng đã liên hệ với đơn vị thi công để rồi là khắc phục, để rồi đảm bảo cho người dân sớm được đi lại. Thì trong thời gian tới thì địa phương cũng mong muốn lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo là sớm đẩy nhanh tiến độ thi công để cho phục vụ cho người dân là có cái tuyến đường đi lại được thuận tiện hơn. Dự án đầu tư xây dựng công trình đê bao sông Măng có tổng mức đầu tư trên 1.400 tỷ đồng qua địa bàn các huyện Mang Thít, Tam Bình, Vũng Liêm và Trà Ôn. Hiện dự án đang bước vào giai đoạn 2 với nhiều hạng mục như nâng cấp tuyến đê bao dọc hai bên bờ sông, xây cống hở và cống ngầm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nhiều yếu tố, đoạn qua địa bàn huyện Mang Thít nhiều nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của sạt lở. Để đảm bảo cuộc sống cũng như lưu thông, người dân rất mong ngành chức năng sớm vào cuộc, tìm giải pháp ứng phó cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm đưa công trình vào sử dụng trong thời gian tới. Từ ngày 25 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh chính thức làm việc tại tầng 2 và 3 khu hành chính tỉnh tại địa chỉ số 88 đường Võ Văn Kiệt, khóm 3, phường 9, thành phố Vĩnh Long. Số điện thoại giao dịch, số phách và các thông tin khác về Ủy ban Nhân dân tỉnh không thay đổi. Trụ sở làm việc của các sở ngành tỉnh và văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ được di dời về khu hành chính tỉnh. Cụ thể như sau: Sở Thông tin và Truyền thông tầng 13, 14, Thanh tra tỉnh tầng 11, 12, Sở Tư pháp tầng 9, 10, Sở Kế hoạch và Đầu tư tầng 5, 6, Sở Nội vụ tầng 4, Sở Tài chính tầng 7, 8, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tầng 1, 2, 3. Giá xăng dầu tiếp tục điều chỉnh từ 15 giờ ngày 21 tháng 7. Trong đó xăng E5 RON 92 giảm 2.715 đồng một lít, xăng RON 953 giảm 3.605 đồng một lít, dầu diesel giảm 1.735 đồng một lít, dầu hỏa giảm 1.099 đồng. Theo đó xăng E5 RON 92 giảm 2.715 đồng một lít so với giá hiện hành, về mức 25.073 đồng một lít, xăng RON 953 giảm 3.605 đồng một lít, cao nhất là 26.070 đồng một lít. Ngoài ra, dầu diesel 0.05S giảm 1.735 đồng một lít, giá mới là 24.858 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 1.099 đồng một lít, giá trần là 25.246 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 1.164 đồng, còn 16.548 đồng một ký. Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống, nhưng tình hình bệnh sốt xuất huyết tại tỉnh Vĩnh Long chưa có dấu hiệu chững lại và vẫn tiếp tục tăng về số ca mắc. Ngành y tế dự báo số ca mắc còn tiếp tục tăng do vào mùa mưa và chu kỳ của bệnh quay trở lại. Hiện nay, trung bình mỗi tuần, toàn tỉnh ghi nhận trên 100 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, nâng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên gần 1.000 ca. Trong đó có gần 40 trường hợp nặng, chiếm hơn 4% số ca mắc và 2 trường hợp tử vong. Đặc biệt, từ tháng 5 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết liên tục tăng cao và chiếm hơn 80% tổng số ca mắc trong 6 tháng đầu năm.
Ngành y tế dự báo số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao trong thời gian tới theo tình hình chung của khu vực phía Nam, đặc biệt sẽ tăng trong tháng 7 và tháng 8, vào thời điểm mùa mưa kéo dài, tạo điều kiện cho lăng quăng phát triển và chu kỳ dịch của bệnh sốt xuất huyết quay trở lại, dẫn đến số ca nặng cao hơn. Ngành y tế sẽ tiếp tục tăng cường hệ thống giám sát bệnh sốt xuất huyết tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, thực hiện phân tầng điều trị theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo đủ thuốc, vật tư, hóa chất trong điều trị cũng như xử lý ổ dịch kịp thời, không để dịch lây lan trong cộng đồng, giảm thiểu số ca mắc chuyển nặng và tử vong. Người dân cần tích cực diệt muỗi, lăng quăng và phòng muỗi đốt để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.